Mời các bác nghe thử chất âm của Teclic M45, một con đen rất huyền thoại, một cỗ máy in tiền của những năm 90 nhé các bác nhé. Rất nhiều bác sử dụng chiếc đầu này để ghi băng. Sưu tập lại model này thì alo lại cho chung kia em nhé. Chung kia em là cam kết là xin hết ạ. Và máy của em là máy hàng Nhật về, rất đẹp. Em ship máy bay về nhé.